bạn thân mến, mình đã đến xa Chateau Rouge, tức là tàu Chateau Rouge của cái tàu chống nhâm vua. Bây giờ mình sẽ lên lên trên nhá, bây giờ là đi lối Sochi. Đấy, đây là cái lối mà mình vừa ra đây nhá các bạn nhá. Bây giờ mình đi lên trên thì theo cái hướng này. Mình lên nhầm cái cửa này nhưng mà họ lại họ bán được xe pa vu. Thế sao? Hôm nay nó vào thứ bảy, vào đúng cái chợ của khu phố các bạn ạ. Mình sẽ cho các bạn biết cuộc sống của người Paris nhá. Ở cái phần này là phần gần cái Chateau Rouge đấy, đấy. Hoa quả bạc ngàn. Hoa quả. Lúc trước về đây mua hoa quả nhá. Dưa hấu hôm nay 1.25 đồng một cân. Ở đây nó có hàng cá, mình phát hiện ra hàng cá. Xem giá cả 6.5 đồng. Bonjour, c'est ouvert jusqu'à quelle heure? Ở đây họ mở cửa đến tận buổi tối. Gombo ở đây có 6.90 đồng. Ở đây các bạn có cái hotel Mitili nữa nha. Thì khi các bạn lên khỏi cái tàu 4 ấy, thì các bạn xuống được cái quảng trường gọi là Place Chateau Rouge. Gọi là Place Chateau Rouge. Nó nằm ở đây, Place Chateau Rouge. Bạn lưu ý là phải lên đúng cái cửa Chateau Rouge này thì mới lên được cái đồi Montmartre thì nó tiện nhá. Và là các bạn nhìn thấy cái phố này họ đóng cửa vào ngày Chủ nhật các bạn ạ. Nhưng mà bình thường ở đây là toàn những cái cô đi của người ở châu Phi thôi. Các bạn thấy ở cái phố này cũng có rất nhiều khách sạn mini nha. Khi mà các bạn đi thăm cái đồi ông Mark này, đồi Montmartre này. Nói nhiều, đồi Montmartre này. Các bạn ngoài cái cuộc sống của cái người African, tức là người châu Phi ở đây ra, thì các bạn thấy còn biết được rất nhiều nhà hàng ăn ngon ở đây nhá. Đến đây chúng mình thấy có một cái view rất đẹp, một cái lâu đài hoặc là một cái tòa nhà cổ của style của Paris đấy các bạn. Paris hầu như là toàn những kiểu kiến trúc như này. Có cái chỉ dẫn là vào cái cửa của poster Chateau Rouge thì đi ngược lại. Các bạn thấy đây là cái phố ẩm thực nha. Rất nhiều cái nhà hàng ngon nha các bạn nha. Các món ăn ở đây nó cũng đều là kiểu như pizza ăn nhanh đây các bạn. Phần ăn nhanh đây cũng phải. Sau mấy cái nhà hàng xịn đây thì các bạn rẽ sang cái con số bên tay trái gọi là Rue Muille để đi thẳng cái con phố này sẽ lên được cái đồi Montmartre. Đi hết cái phố Muille thì mình sẽ đến một cái ngã tư. Cũng có rất nhiều nhà hàng. Trong một trong cái bốn cái con đường để đi lên Montmartre thì nó nằm thẳng với Muille nhá, nằm thẳng cái phố Muille. Tức là bây giờ chúng ta sẽ hành hương lên đồi Montmartre, Sacré-Cœur. Đồi Montmartre còn có tên là Sacré-Cœur. Và là ta sẽ trèo lên cái này khoảng như 160 bậc tăng cấp, rất đẹp. Và mình bảo là lên đấy các bạn sẽ có những cái tấm ảnh rất đẹp. Rất đẹp.
Đi nhanh lên. Đó, các bạn có thể chụp những cái ảnh từ dưới lên trên, hoặc các bạn có thể chụp cái ảnh từ trên xuống dưới. Mình quay phim thì mình sẽ quay được tất cả. Và là Ale. Đó. Rất đẹp. Các bạn thân mến, mình vừa hoàn thành khoảng 160 bậc. Hiện nay mình đã đến đồi Montmartre. Và ở đây các bạn sẽ có một cái view toàn cảnh của Paris thật là tuyệt vời. Hẹn các bạn ở một cái video tiếp theo để chúng ta xem cái cảnh bên trong như nào nhé.